người biểu tình ủng hộ Palestine chặn loạt cao tốc Mỹ. Đám đông biểu tình chặn loạt cao tốc ra sân bay và những cây cầu quan trọng khắp các thành phố Mỹ để bày tỏ ủng hộ Palestine trong chiến sự Gaza. Người biểu tình ủng hộ Palestine hôm 15 tháng 4 dàn hàng ngang trên những tuyến đường trọng yếu ở các bang Illinois, California và New York, làm gián đoạn việc di chuyển tới các sân bay Mỹ. Đám đông cũng cản trở giao thông trên các cầu Golden Gate, Brooklyn và cao tốc Westwood. Giao thông ở khu vực vịnh San Francisco tắc nghẽn nhiều giờ khi người biểu tình chặn toàn bộ phương tiện, người đi xe đạp và cả người đi bộ trên cầu Golden Gate. Họ còn tự trói mình vào những thùng phi chứa đầy xi măng để chắn lối di chuyển trên cao tốc liên bang 880 ở Oakland. Đám đông cũng chặn lối di chuyển tới Manhattan trên cầu Brooklyn. Tại Eugene, bang Oregon, nhóm ủng hộ Palestine chặn xa lộ liên bang 5, khiến giao thông trên cao tốc chính bị tê liệt trong khoảng 45 phút. Tại thành phố Chicago, bang Illinois, người biểu tình khoác tay nhau chặn lối vào cao tốc liên bang 190 dẫn tới sân bay quốc tế O'Hare, kêu gọi ngừng bắn lập tức ở dải Gaza. Rivka Phalan, người tổ chức biểu tình, gọi đây là một phần của cuộc phong tỏa kinh tế toàn cầu để giải phóng Palestine. Người biểu tình nói họ nhắm tới sân bay O'Hare một phần vì đây là một trong những sân bay lớn nhất nước Mỹ. Sân bay O'Hare đã phát cảnh báo rằng mọi người nên lựa chọn hình thức di chuyển khác thay vì đi ô tô để tránh cảnh tắc nghẽn vì biểu tình. Một số hành khách phải kéo theo hành lý, đi bộ nốt đoạn cuối tới sân bay. Madeline Hannan, đến từ Chicago, đã bị chặn trên đường di chuyển tới sân bay O'Hare để đi công tác ở Florida. Hannan nói cô phải vừa chạy vừa đi bộ nốt quãng đường khoảng 1,6 km mới kịp giờ bay. Theo cơ quan hàng không Chicago, dù một số hành khách bị ảnh hưởng vì biểu tình, hoạt động tại sân bay gần như không bị gián đoạn. Đoạn đường tới sân bay O'Hare lưu thông bình thường sau khoảng 2 tiếng. Cơ quan giao thông vận tải bang Washington cũng thông báo nhóm biểu tình ủng hộ Palestine đã chặn con đường chính dẫn tới sân bay quốc tế Seattle-Tacoma trong khoảng 3 giờ. Đội tuần tra cao tốc California đã bắt 20 người vì biểu tình ở cầu Golden Gate. Cảnh sát California cũng bắt một số người biểu tình tại hai điểm trên xa lộ liên bang, trong đó có một điểm gồm khoảng 300 người biểu tình không tuân lệnh giải tán. Cảnh sát bang Oregon thông báo bắt 52 người biểu tình vì hành vi gây mất trật tự khi chặn xa lộ liên bang 5 ở Eugene. Cảnh sát New York và Chicago cũng bắt hàng chục người biểu tình vì cản trở giao thông. Chiến sự ở Gaza bùng phát từ tháng 10 năm 2023, sau khi Hamas tiến hành đột kích quy mô lớn vào lãnh thổ miền Nam Israel. Sau hơn 6 tháng giao tranh, cuộc chiến đã khiến gần 34.000 người thiệt mạng. Israel và Hamas chưa thể nhất trí về một lệnh ngừng bắn để chấm dứt chiến sự. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.